dịp cảnh xuyên việt đến vương triều đại ly trở thành một thám hoa lan mới ra lò vốn tưởng rằng từ nay về sau con đường làm quan thuận buồm xuôi gió một bước lên mây nhưng phát hiện vương triều đại ly này cũng không giống xã hội phong kiến cổ đại đông hải có một võ phu trấn thủ đông hải hai trăm năm ngoại vực cái thế cường giả không dám tiến vào một bước tây vực có nữ tử mười đời thành tiên một bộ hồng y khiến nam tử thiên hạ không còn màu sắc nam lĩnh có cái thế yêu vương nhất thống yêu vực mười vạn đại yêu, hổ thị nhân tộc. Bắc Mạc có diệt thế ma tu, muốn mở lại thiên địa. Lúc gặp lần thứ sáu thiên địa dị biến, các loại tiên gia bí cảnh, tuyệt thế kỳ trân, nhau nhau hiện ra. Cả thiên địa, lại một lần nữa thắng được hoàng kim thịnh thế. Quái thai cổ đại, cường giả chuyển thế, lão tổ phủ đầy bụi, cấm kỵ biến mất, đều xuất hiện ở thời đại này, đi tranh đoạt cơ duyên. Cũng may sau khi xuyên qua dịp cảnh có hệ thống ngộ tính nghịch thiên, chỉ cần chăm chú đọc điển tịch liền có thể kích phát ngộ tính nghịch thiên ngộ ra công pháp biểu hiện trong điển tịch ngươi quan sát kiếm thánh chu dương cả đời ngươi lĩnh ngộ thiên tuyệt mười ba kiếm ngươi quan sát đan vương dược tinh thần cả đời ngươi lĩnh ngộ đan vương bảo giám ngươi quan sát một đời thiên kiêu ngụy đông lai ngươi lĩnh ngộ được hoàng cực chính đạo kinh cứ như vậy hắn trốn ở hàng lâm viện mặc kệ xuân hạ cùng thu đông khổ nghiên điển tịch thẳng đến xem xong tam đại thiên đế cả đời, hắn mới buông xuống trong tay điển tịch, đi ra hàng lâm viện. Lúc này thiên địa dị biến đã diễn hóa đến cực hạn, các loại vô thường tồn tại, vì cơ duyên, vung tay, để thiên địa nghiền nát. Dịp cảnh đi ra hàng lâm viện, một kiếm độc đoán vạn cổ. Đến tận đây, thiên địa thanh minh, loạn cổ trung chuyển kết thúc. Chương 1 Thức tỉnh ngộ tính nghịch thiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Thực lực tăng nhiều, bước vào tiên thiên chi cảnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Trấn Nam Vương tạo phản. Thế đạo muốn loạn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Đan Vương bảo giám, lĩnh ngộ đan đạo chi thuật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Mà giáo giáo chủ, tế luyện đại ly. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Dịp cảnh ra tay, tiên thiên kiếm khí. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 trên trời rơi xuống cái lâm mùi mùi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Vạn ma huyết ngục trải qua. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Luyện thể hoàn thành, ngưng luyện hoàng mỹ tiên thiên chi thể. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Bất diệt kim thân, luyện chế tẩy tủy kinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét